quan trọng hơn đối với sao vàng. Khách quan mà nói là như vậy. Quốc Toàn, Sơn Lý đều đã có mặt. Đam Pê đang đứng thứ 6 và có 13 điểm. Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tuần vừa rồi. Ở tuần trước thì anh ghi 2 bàn rất đẹp vào lưới của Việt Tim Banh Hà Giang. Và một trong 2 bàn đó đã được ban tổ chức bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất tuần. Chiều nay thì Hải Nhỏ sẽ nhận bảng danh dự và phần quà của nhà tài trợ Ima. Hy vọng là sao vàng sau khi kết thúc mùa giải năm nay họ hôm nay thì cuộc chiến thủ hạng cũng rất căng thẳng. Tuấn Anh, tuần này là tuần nghỉ lễ Tết Dương Lịch đón chào năm mới 2019 và ở Hà Nội thì có nhiều giải chúng ta nghỉ thì... Hải Nho một pha phản công. Hải Nho có thể đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất của sân Phủ Hà Giang. Hải Nho có tốc độ. Tình yêu bóng đá của người dân Hà Giang kể cả thái bạn và thầy yếu. Huy Trương Đồng bóng cạnh tranh trực tiếp và thứ hai là Quang Minh. Có những trận đấu họ bất thường, có khó hiểu, rất đáng tiếc. Chẳng hạn như trận thua không ngồi trước khán đài. Đây là các cầu bóng. Này, Quốc Toàn. Yeah, 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 yeah. Good, good, good.
Văn Quân. Come on!